Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái video về hướng dẫn con chó béc này, cách huấn luyện làm sao cho nó tập một số cái phản xạ để mình chơi, gọi là chơi thôi, còn huấn luyện chuyên nghiệp thì mình cũng không có thời gian. Con này trước mình mua 4 triệu rưỡi, trước là khoảng 2 tháng tuổi, con này không giấy tờ. Bây giờ hiện tại mình đang nuôi dân dã trên nhà thôi. Thì trước mình có huấn luyện qua rồi, cái cách để mình cái con nhỏ ấy, lúc đầu nó chưa có phản xạ, đầu tiên mình muốn bảo được nó thì mình phải có đồ ăn. Dần dần mình tập phản xạ cho nó sẽ quen nghe lời của mình thôi. À, mày lùi ra đây. Đây. Ngồi lùi ra đây, thằng mập. Đây. Ngồi im. Ngồi ạ. Bảo bực. Im, đứng lên. Đứng lên. Im. Rồi đầu tiên để bảo nó được ấy thì mọi người phải có cái đồ ăn cho nó. Mọi người có thể mua cám cái viên thức ăn cho chó, mình chả nhớ tên cái gì nữa, nhưng mà ở đây mình sử dụng cái lòng bò. Mọi người có thể cho ăn sống tẹo cũng được, bởi vì là mình huấn luyện thì mình cho nó một tí thôi, ăn không nhiều cũng chả vấn đề gì, hoặc là nếu mà làm chín được thì càng tốt. Ví dụ mình muốn kêu nó tay. Con này là do mình đã dạy nó trước rồi nên bây giờ nó quen. Này, mình đầu tiên mình phải cho nó ăn đã. Nào. Ngồi im. Im. Nào, tay. Tay. Rồi. Mọi người tập cho nó quen rồi nó biết làm ấy. Mới đầu là nó chưa biết tay đâu thì mình phải kéo tay nó lên, nhấc cái chân của nó lên thì mình bảo là tay thì nó sẽ biết. Lần sau nó sẽ nhớ là tay. Mà mỗi lần làm như vậy ấy, thì cho nó ăn một miếng vào, xong nó làm được thì mình vuốt cái đầu của nó, bởi vì nó rất là thích vuốt đầu chó ấy. Nào, kêu, 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 kêu. Rồi, bởi vì là con này là mình đã huấn luyện trước rồi. Ngồi xuống. Cái lúc nó chưa biết ấy, đứng lên, đứng im, im. Mình nuôi dân dã nên là nó rất nghịch và cũng hiền, chả có vấn đề gì cả. Mình thả rong ở nhà mà. Nếu mà con chó mà qua huấn luyện ở trại thì nó nguy hiểm lắm, không sờ được như này đâu. Im. Nếu bình thường ấy, bởi vì con này nó đang rất là nghịch, mình lâu ngày mình về nhà mà, nên là nó nghịch, nó quý lắm, thành ra là khó bảo này. Nếu mà nó chưa biết ngồi ấy thì bình thường nó còn đang đứng này, mà nó đang muốn ăn ấy, mình ấn cái đít của nó xuống để nó ngồi. Trong lúc nó ngồi mình bảo là ngồi, mọi người chỉ cần nói một chữ là ngồi thôi chứ đừng nói nhiều. Mình dùng mày ngồi xuống chẳng hạn, nói như vậy thì nó không hiểu được, bởi vì là nó là cái chó mà, đâu phải người. Nó chỉ nhớ một từ là ngồi thì nó nhớ là ngồi, còn tay thì mình chỉ nói là tay thôi. Cái con này thì nó biết rồi thì mình không nói. Quay sang bên này đi, à bên này, bởi vì là nó biết cái phản xạ này rồi, trước đây là mình có tập, thành ra mình nói là nó làm ngay. Ngồi xuống, mày nghịch lắm. Mọi người nên nhớ là như vậy, bảo mình nói cái từ gì mình muốn nó làm ấy thì chỉ nói một từ duy nhất thôi để cho nó nhớ. Mình tập cái phản xạ mà, mỗi lúc nó không làm thì mình phải cho nó ăn đấy, hoặc nó mà thực hiện cái động tác đấy xong rồi mình phải vuốt đầu cho nó, mình khen nó ngoan. Đấy, vì những cái con này cần phải vuốt đầu, chó cũng rất là thích vuốt đầu. Ví dụ bình thường là nó chưa biết tay là gì thì mình cầm cái tay của nó lên, cầm cái chân của nó lên, cầm cái chân của nó lên mình bảo là tay thì xong nó nhớ. Mình lại cho nó ăn một miếng, cho nó ăn vào, mình vuốt đầu của nó và cứ tiếp tục làm như vậy dần dần trong vòng một thời gian để nó tạo cái thói quen, lần sau nó sẽ nhớ rằng cái việc mình kêu tay là nó sẽ đưa chân nó lên. Rồi, còn cái động tác ngồi ấy, cái lúc nó đang đứng này thì mọi người ấn cái đít nó xuống, ấn xuống thì nó sẽ ngồi, ấn xuống thì mình bảo là ngồi,
thì lần sau là sẽ nhớ rằng cái động tác mình dùng cái tay mình chỉ vào cái đít nó bảo ngồi là nó sẽ ngồi xuống. Cái này là mình chỉ tập cho nó vui thôi, chứ còn huấn luyện chuyên nghiệp thì nó khác. Mình không có thời gian, bởi vì con này mình chỉ nuôi để chơi là chính. Mình thích chó to mà. Ngoài ra cái tập tính của nó rất là thông minh. Mình nhiều cái mình không cần bảo, ví dụ như nó bảo vệ chủ này thì quá ngon lành con này. Người khác mà đến mình mà đùa mình chẳng hạn, chỉ là đùa thôi nhá, nó đã nhảy sang nó cắn rồi. Nó huấn luyện được thì càng ngon. Nằm xuống. Nằm. Cái động tác nằm ấy, ví dụ lúc nó đang ngồi thì mọi người ấn cái đầu nó xuống. Hoặc là nó chưa nằm ấy thì mọi người kéo cả chân nó xuống để nó nằm xuống, xong giữ cái cổ của nó. Nằm xuống. Nằm xuống. Im. Mày. Nó nghịch lắm con này ấy. Để mình đâu có huấn luyện chuyên nghiệp đâu, bây giờ nó lại to rồi, trước mình có huấn luyện rồi, thành ra bây giờ nó nghịch, láo, khó bảo. Mình chỉ nhắc để mọi người nhớ như này, lúc nó đang ngồi này, mình muốn nó nằm xuống ấy, thì mọi người ấn cái vai của nó xuống. Nếu mà nó chưa nằm ấy thì kéo cái chân của nó ra. Nào. Nào. Ngồi. Nằm xuống. Mình sẽ sử dụng một cái động tác, dùng cái tay mình ấn cổ nó xuống. Cái lúc nó nằm thì mình sẽ kêu là nằm. Nằm được rồi đấy, thì mình lại cho nó ăn một miếng và vuốt cái đầu cho nó cái. Nằm xuống. Nằm. Bởi vì là con này mình đã huấn luyện qua rồi, nhưng mà huấn luyện vui thôi. Nhiều khi nó bướng nó chả làm đâu. Nào ngồi lên. Ngồi im. Bởi vì mình sẽ có những cái động tác để chỉ cho nó. Ví dụ mình muốn nó ngồi ấy, thì mình chỉ vào cái đít của nó, bảo ngồi. Mình cứ tập nhiều như vậy. Nhưng lúc nó chưa làm thì mình ấn cái đít nó xuống, mình chỉ vào cái đít ấy, để lần sau nó nhớ rằng cái động tác đấy nó là ngồi. Sau này mỗi lần mọi người cần bảo ngồi thôi, không cần phải chỉ nữa. Một khi nó đã quen với cái chữ ngồi ấy thì nó sẽ ngồi ngay. Đấy. Hoặc là muốn bắt tay, mọi người chỉ cần đưa tay như này là nó sẽ tự nó đưa cái chân của nó lên. Bởi vì nó quen với cái phản xạ rồi mà. Mà cái lúc đầu nó chưa chịu làm ấy thì mọi người phải có cái đồ ăn cho nó. Nên là xem trong cái siếc ấy thì mọi người thấy ấy, muốn tập và muốn huấn luyện hay muốn biểu diễn một con vật gì đấy thì phải có đồ ăn thì nó mới làm. Có đồ ăn sẽ dễ bảo hơn, nó không bướng. Bất cứ con như vậy, kiểu chó thì không nói, trong chó nghiệp vụ thì nó huấn luyện nghiêm ngặt thì không nói, còn trong siếc thì nhiều khi nó cũng chả làm đâu. Mình phải có đồ ăn, bỏ vào mồm cho nó mới làm nhá. Kêu. 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 Đó. Cái con này mình bảo nó dễ mà. Rất là thông minh, cái loại chó béc này ấy. Trước mình mua 2 tháng rưỡi. Con này tầm 3 cân. 3 cân là mình lấy 4 triệu rưỡi ở ngoài Hà Nội. Không giấy tờ gì cả. Mày im. Im thì tao nói chuyện đã. Là bây giờ mình nuôi đến thời điểm hiện tại là hơn 2 năm rồi, mình không nhớ rõ nữa. Nó chỉ có hơn 30 cân thôi, bởi vì nuôi dân dã mà. Nuôi ăn uống tự nhiên thì đồ ăn nhiều khi không đủ. Chơi con này thấy thích. Mình thích cái tướng của nó to, nó hung, dễ bảo. Những cái con khác nuôi trong nhà thì mình không nói. Đấy, mình nói những động tác gì nhỉ? Tay này, nằm này, ngồi này. Mấy cái động tác như vậy thôi, còn những cái khác thì mọi người cũng tìm hiểu cái cách, cũng từ đấy mà ra thôi. Làm cái cách nào mà đơn giản để nó dễ hiểu mà. Và mọi người nên nhớ rằng là chỉ dùng một từ thôi, đừng có nói nhiều. Ví dụ tay thì mình chỉ cần đưa tay ra như này để nó nhớ thôi. Tay. Xong mọi người cho nó ăn rồi vuốt cho nó cái đầu phát để nó thích. Cái loại chó này, cái động vật khác thì không biết. Hầu như là những cái động vật khác theo như quan điểm của mình ấy, nó cũng rất thích vuốt đầu, như mèo chẳng hạn. Chó vuốt đầu nó thích. Nhớ. Kêu. Mập. 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 Mập.
Đấy, mình chỉ gọi tên này nó kêu ngay, kể cả nó ở xa ở đâu cũng vậy. Mọi người cứ tập cái phản xạ cho nó. Tay này, rồi mình muốn nó tay nào ấy thì mình chỉ vào cái chân đấy cho nó. Tay bên này, rồi tay. Lâu lắm rồi mình không có tập lại, cách đây đến khoảng 2 năm rồi. Con này mua hơn 2 năm rồi. Tập cho nó quen, những cái bật tắt quạt này nó tự làm được, nó thấy mình làm nhiều. Những cái giống này nó rất là khôn, thông minh. Mình nuôi dân dã trên nhà thôi, mình chả có xích để cho nó chạy lăng quăng. Mà những cái con chó của hàng xóm thì nếu mà solo một một thì thôi rồi. Con này nó là một miếng thôi, đi đứt luôn, nằm xuống, nằm. Đấy, cái động tác nằm sau này mọi người dạy cho nó quen, mình chỉ cần dùng tay mình ấn ấn xuống thế, như vậy á, thì nó sẽ biết rằng tư thế như thế là nằm. Còn một khi nó đã quen, nó thạo rồi ấy, mình chỉ cần chỉ xuống đất, mình bảo nằm là nó sẽ nằm ngay. Đây là mọi người phải tập cho nó quen với cái phản xạ, quen với cái tiếng nằm ấy, bất cứ cái động tác gì cũng vậy. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Điếc à? Nhảy. Rồi, cái lúc đó mọi người kêu nhảy ấy, đưa tay ra để nó đạp lên cái chân, đạp lên cái tay của mình. Nhảy. Nhìn ra tí nào. Lại đây, ngồi xuống. Mọi người sẽ có cái đồ ăn cho nó thì mọi người sẽ dễ bảo hơn. Im. Mày bướng lắm, bảo không nghe, tao không cho ăn nữa bây giờ. Nói cho con này mà bảo nó lên xe nó ngồi ấy, nó rất là khoái, thích được đi trên xe, nhảy phát trên xe luôn. Mọi người tạo cái tiếng nhảy, tạo cái từ nhảy cho nó để ngồi xuống, sợ vào. Mọi người nên dạy cái từ nhảy cho nó để nó dễ hiểu. Sau này mình bảo nó được nhiều cái lắm, cái từ nhảy ấy. Nhảy lên. Nhảy. Này. Mẹ mày. Nhảy đấy. Đây, cho mày ăn trước. Còn cái mình ném đồ ăn cho nó bắt thì mình tập cho nó khoảng một thời gian ngắn ngắn, 2-3 hôm là nó tự nó bắt được. Ở khoảng cách vài mét mình tung lên trời là nó nhảy lên, nó bắt được ngay. Quen mà. Nào, nhảy lên. Nhảy. Cái gì? Nhảy. Bướng. Tao cho ăn bây giờ. Nhảy. Ôi giời ơi, mày làm biếng. Nhảy phát nữa. Nhảy. Nào. Nhảy. Ngập. Mẹ mày. Bướng. Đấy. Mọi người tập những cái động tác nào mọi người cần nó làm ấy thì mọi người phải có đồ ăn cho nó, nhớ như vậy nha mọi người. Ngồi xuống. Bảo nhiều khi không được cho nó nghịch bướng đâu, nó làm gì phải bảo, nó bắt nó phải làm cho nó chắc. Ở đây là mình chơi thôi nên là không có làm nghiêm ngặt với nó. Tay. Rồi, một khi nó đã quen thì mọi người bảo nó dễ lắm. Thôi, bằng này kiểu gì mày cũng được ăn hết, yên tâm. Tay này. Ngồi quay sang bên này. Ngồi xuống. Này. Đó, bây giờ bởi vì là nó quen rồi mà. Quen với cái phản xạ, với cái tiếng của mình đã nói rồi. Mọi người trong lúc cho nó ăn thì cũng nên cẩn thận. Kẻo nó lại đớp vào tay thì thôi rồi. Nào. Ngồi. Cái con này mình tập cho nó ăn đồ ăn tung một phát là nó bắt được ngay, bởi vì mình có làm cái kiểu đấy lâu lắm rồi. Nào. Đó. Mình tung, tức là mình phải tung lên trên.